Lượng khách quốc tế đến Việt Nam năm 2023 đã phục hồi 70% so với năm 2019, trong đó Ấn Độ là thị trường khách có mức độ phục hồi cao nhất khi tăng hơn 230%. Tháng 12, ngành du lịch Việt Nam đón lượng khách quốc tế cao nhất trong năm với 1,37 triệu lượt, theo Cục Du lịch Quốc gia. Cả năm, tổng lượng khách đạt 12,6 triệu lượt và cao gấp 3,5 lần so với cùng kỳ năm 2022, vượt 57% mục tiêu ban đầu và đạt mục tiêu sau điều chỉnh hồi tháng 10 là 12-13 triệu lượt. Lượng khách quốc tế năm 2023 đã đạt 70% so với năm 2019, năm đỉnh cao của du lịch Việt Nam khi đón hơn 18 triệu lượt khách quốc tế. Lượng khách quốc tế hầu hết qua các tháng đều tăng dần, thể hiện xu hướng đang phục hồi về thị trường khách quốc tế. 6 tháng cuối năm, Việt Nam đều đón hơn 1 triệu lượt khách ghé thăm. Báo cáo của Tổng cục Thống kê sáng 29 tháng 12 đã chỉ ra rằng lĩnh vực du lịch, dịch vụ là điểm sáng trong nền kinh tế. Năm 2023, khu vực dịch vụ đạt tăng trưởng 6,82%, đóng góp tới 62,29% trong tăng trưởng chung. Tính chung cả năm, kim ngạch xuất khẩu dịch vụ ước đạt 16,59 tỷ đô la Mỹ, tăng 44,9% so với năm 2022. Dịch vụ du lịch đạt 9,2 tỷ đô la Mỹ, chiếm 46,7% trong tổng kim ngạch, gấp 2,9 lần so với năm 2022 và đứng cao nhất trong các loại dịch vụ.